Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự biển Đông trên kênh An ninh Thế giới. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán giả những thông tin nóng nhất liên quan đến vấn đề biển Đông, đặc biệt là những bình luận nhận định của các chuyên gia học giả trước những thách thức từ Trung Quốc đặt ra ở biển Đông hiện nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cần làm gì để Trung Quốc không thống trị khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương? Trung Quốc cần phải học cách chia sẻ ở Biển Đông. Ấn Độ lên tiếng về tình hình Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc phỏng vấn cùng với báo Thanh Niên, giáo sư Roy G. Michael, hiệu trưởng trường an ninh quốc gia Đại học Quốc gia Australia, đã đưa ra những đánh giá về tình hình khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trước các thách thức an ninh liên quan đến Trung Quốc, đồng thời đề cập các giải pháp ngăn chặn Trung Quốc không thống trị khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giáo sư nhận định rằng một vấn đề rất đáng quan ngại là Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách cơ bắp, bất chấp tình hình dịch bệnh. Thực tế Trung Quốc đã hành xử sai lầm và điều này chỉ càng gia tăng ngờ vực của cộng đồng quốc tế trước Bắc Kinh. Cứ thế các nước sẽ càng có động lực phối hợp để ứng phó Trung Quốc từ thực tế này bắc kinh có thể khiến tình hình leo thang thành đối đầu căng thẳng thậm chí ẩn chứa nguy cơ bùng nổ xung đột ông cho rằng trước bối cảnh trên sự phối hợp của các nước sẽ phải đòi hỏi áp dụng nhiều giải pháp từ ngoại giao dân đe đến củng cố ổn định nội tại trao đổi về việc ứng phó với Trung Quốc của Mỹ và nhóm bộ tứ an ninh gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Giáo sư nói, một phần quan trọng của việc ứng phó này là hợp tác cùng nhau để đưa ra các cách thức phản ứng sáng tạo phù hợp. Trong đó Mỹ đóng vai trò quan trọng, nhưng một yếu tố mới rất quan trọng là từng thành phần của bộ tứ an ninh đối với cán cân an ninh khu vực mà ở đây là nhóm các nước ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nằm ở tầm mức giữa các cường quốc Mỹ và Trung Quốc cụ thể là ba nước australia nhật bản và ấn độ cũng tăng cường hợp tác lẫn nhau chứ không chỉ tăng cường hợp tác với mỹ nhờ đó tứ giác an ninh có vai trò đáng kể hiện nay các bên đang đối thoại với nhau ở cấp bộ trưởng nhưng có nhiều hoạt động phía sau hậu trường để tăng cường hợp tác song phương hợp tác ba bên nhằm củng cố cho bộ tứ tương tự quan hệ hợp tác giữa ấn độ với nhật bản cũng ngày càng tăng lên và không dừng lại ở đó, đối thoại bộ tứ mở rộng có thêm sự tham gia của Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand cũng góp phần phối hợp xử lý các vấn đề chung của thế giới, điển hình như hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19 giáo sư đồng thời nhấn mạnh việc để ứng phó hiệu quả trước những thách thức an ninh liên quan đến trung quốc thì cần sự phối hợp nhiều lớp từ song phương đến ba bên lẫn bốn bên thậm chí nhiều hơn nếu chỉ riêng đối thoại an ninh của bộ tứ thì không đủ để ứng phó hành vi của trung quốc ở biển đông hay khu vực tây thái bình dương ở khía cạnh đa phương thì còn nhiều nền tảng hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương như hội nghị thượng đỉnh Đông Á, các diễn đàn của ASEAN mà có thể gắn Trung Quốc hay bất cứ một cường quốc nào vào chuẩn mực hành xử và pháp lý quốc tế. Qua đó Trung Quốc hay bất cứ cường quốc nào cũng phải nhận ra rằng đừng tìm cách thống trị một khu vực rộng lớn và đa cực. Khi đó khu vực này sẽ không bị một đế chế nào thống trị. Bên cạnh đó, để ứng phó các thách thức an ninh thì từng quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc luôn cần tự thân xây dựng năng lực an ninh phù hợp để đảm bảo lợi ích chính đáng riêng. Khi kết hợp tổng thể nhiều yếu tố như trên, các nước ở khu vực có thể phát triển ổn định trong bối cảnh hiện tại. Thời gian qua, Ấn Độ cũng đã tăng cường quan hệ với Australia và hai bên đạt được một số bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương. Trước nhiều sách thức Trung Quốc đặt ra tại Biển Đông như hiện nay, thì nhiều chuyên gia đã lên tiếng cho rằng Trung Quốc cần phải học cách chia sẻ ở Biển Đông. Theo tờ Shaw China Morning Post, dẫn lời giáo sư chuyên nghiên cứu về Biển Đông tại Đại học Tế Nam Quảng Châu Yang Mingliang cho biết, những tranh chấp xảy ra trong những năm gần đây là kết quả của một khái niệm lỗi thời rằng Trung Quốc coi tài nguyên của Biển Đông là một lợi ích độc quyền không nên chia sẻ. Tuy nhiên, một lựa chọn bền vững hơn là Trung Quốc, với vị thế là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất trong khu vực, cần chia sẻ những tài nguyên đó. Nếu làm như vậy sẽ duy trì được hòa bình và ổn định lâu dài. Giáo sư Roman Baloyi, chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu An ninh và Tình báo Philippines, cũng bày tỏ đồng ý rằng Trung Quốc nên cởi mở hơn với các nước khác. Ông nói, Biển Đông là một khu vực chung nên các quốc gia liên quan cần chia sẻ tài nguyên của mình để mang lại lợi ích cho người dân của họ. Tuy nhiên điều này đòi hỏi sự hợp tác và phát triển chung của tất cả các bên mà không ảnh hưởng đến các yêu sách tương ứng của mỗi bên. Vào hồi tháng trước, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, cho rằng thăm dò tài nguyên sẽ tiếp tục là một yếu tố chính trong kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước khi nước này tìm cách trở thành một cường quốc hàng hải. Ngoài ra, một nguồn thạo tin Trung Quốc về chương trình xây dựng đảo biển Đông thông tin rằng đường băng mới ở quần đảo Trường Sa hầu như không được sử dụng chỉ có khoảng một lần cất cánh và hạ cánh mỗi tuần. Mục đích sử dụng chính là những chiếc máy bay vận tải quân sự chở đồ tiếp tế cho các đảo hoặc người dân trở về và từ đất liền. Ấn Độ đã lên tiếng trước tình hình phức tạp tại Biển Đông. Theo đó, thì Ấn Độ đã nhấn mạnh rằng Biển Đông không phải là biển của riêng Trung Quốc. Người Ấn Độ đã treo thuyền trong nhiều thế kỷ tại đây và Delhi đóng góp vai trò trong thương mại, hòa bình và an ninh ở Ấn Độ và Thái Bình Dương. Theo bài viết trên tờ India Express, Ấn Độ nhấn mạnh, tình hình Biển Đông diễn ra như thế nào sẽ rất quan trọng đối với an ninh và phúc lợi của nước này. Thứ nhất, Biển Đông không phải là biển của Trung Quốc mà là một khu vực chung trên toàn cầu. Thứ hai, Biển Đông là một tuyến giao thông đường biển quan trọng. Việc qua lại đã không bị ảnh hưởng trong nhiều thế kỷ này thứ ba người ấn độ đã đi những vùng biển này trong hơn 1.500 năm có nhiều bằng chứng lịch sử và khảo cổ về sự hiện diện thương mại liên tục của ấn độ từ keda malaysia đến tuyển châu trung quốc thứ tư gần 200 tỷ đô la thương mại của ấn độ đã chi ra ở biển đông và hàng ngàn công dân của họ học tập làm việc và đầu tư vào asean trung quốc nhật bản và hàn quốc Thứ năm, nước này có đóng góp trong hòa bình và an ninh của khu vực này chung với những người khác sống ở đó và tự do hàng hải, cũng như các hoạt động bình thường khác với các quốc gia thân thiện, rất cần thiết cho sự thịnh vượng kinh tế của chúng ta. Trên hết, Ấn Độ khẳng định rằng Biển Đông là việc của chúng tôi. Chúng ta có các quyền lịch sử được thiết lập bằng thực tiễn và truyền thống để đi qua Biển Đông mà không bị cản trở. Chúng tôi đã cùng đóng góp cho sự thịnh vượng chung trong 2.000 năm. Chúng tôi tiếp tục làm như vậy. Vừa qua, chiếc máy bay vận tải quân sự C-40A Mỹ đã thực hiện một hành trình bay bất thường bay qua khu vực phía tây đảo Đài Loan. Động thái này đã khiến Trung Quốc nổi giận, điều ngay tiêm kích Su-30 áp sát hòn đảo hôm ngày 10 tháng 6 để đáp trả. Theo tài khoản Gop9 chuyên theo dõi các lực lượng không quân trên thế giới cho biết, chiếc máy bay vận tải C-40A Clipper của Mỹ, phiên bản quân sự của mẫu máy bay chở khách Boeing 737, cất cánh từ Okinawa, Nhật Bản tới Đông Nam Á. Thay vì bay qua vùng biển phía đông đảo Đài Loan như thường lệ, thì đột nhiên chuyển hướng bay dọc rìa phía tây của hòn đảo, giáp Trung Quốc đại lục. Hành trình khác thường của máy bay vận tải này được coi là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ đối với Đài Loan. Trong bối cảnh Trung Quốc đại lục gần đây tăng cường các hoạt động diễn tập quân sự gần hòn đảo, Tuy nhiên, nó cũng châm ngòi cho phản ứng giận dữ của Trung Quốc. Theo đó, ngày 10 tháng 6, để đáp trả không quân Trung Quốc đã điều tiêm kích Su-30 bay vào vùng nhận diện phòng không ADIJ của Đài Loan. Ứng ừ phó với tình huống này, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã phát cảnh báo bằng lời, sau đó điều tiêm kích F-16V lên suy đuổi chiến đấu cơ Su-30 Trung Quốc. Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin ngày 10 tháng 6 rằng, chuyến bay hiếm hoi của máy bay vận tải Mỹ cho thấy hợp tác ngày càng tăng giữa quân đội Mỹ và các kẻ ly khai ở Đài Loan. Tiêm kích phản lực của Trung Quốc đại lục xuất kích và tiếp cận để gửi cho họ cảnh báo mạnh mẽ đồng thời thể hiện quân giải phóng nhân dân PLA quyết tâm và sẵn sàng thế nào cho chiến tranh. Chuyên gia quân sự Song Yongping ở Bắc Kinh thì cho rằng việc tiêm kích Su-30 của PLA tiến vào ADIZ của Đài Loan nhiều khả năng cao nhằm đáp trả hành động gây hấn của máy bay quân sự Mỹ. Chuyên gia Song nhận định chuyến bay của máy bay vận tải C-40A Mỹ có thể được coi là một lần diễn tập quân sự chung, cho thấy Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan trong chiến tranh và cổ vũ những kẻ ly khai trên hòn đảo chống lại đại lục. Chuyên gia cũng cho biết, hành động tiêm kích SU-30 xâm nhập ADIZ Đài Loan là động thái có chủ đích của PLA. Lần này họ bay gần hơn về phía tây nam ADIZ của hòn đảo nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của PLA. Điều này cũng trở nên đều đặn và thường xuyên hơn. Đài Loan gần đây cáo buộc Trung Quốc đại lục đẩy mạnh hoạt động quân sự ở khu vực xung quanh hòn đảo. Coi đây là hành động có chủ ý nhằm đe dọa giới chức Đài Loan sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn nhậm chức nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định các cuộc diễn tập quân sự này không có gì bất thường và chúng diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc. Phát ngôn viên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA Ngô Khiêm hồi tháng 5 từng tuyên bố, Đài Loan là một phần không thể nhượng lại và là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc không chấp nhận bất cứ hành vi can thiệp nào của nước khác. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự biển Đông trên kênh An ninh thế giới ngày hôm nay. Để cập nhật theo dõi những thông tin quan trọng về tình hình biển Đông cũng như là trong khu vực thì xin mời quý vị hãy bấm nút like, share và đăng ký kênh An ninh thế giới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.